Nhắc nhở quý vị ở ngoài Bắc nên kiếm cái dấu này đeo, lỡ như chú Thòn vô tình hay cố ý nẻ ăn trái vô Hà Nội thì sao cũng đỡ. À, trái này giờ nó trái hoa tiễn của chú Thòn bây giờ tệ nhất nó cũng hơn cái mấy cái bom B-52 thời xưa nữa, thì đeo vô đâu có mất gì. Đó, việc chỉ nhắc nhở vậy thôi, ai có duyên hiểu thì cứ hiểu. Thời nay nó khó lắm tìm một người hiểu về tâm linh, hiểu về Phật, hiểu về Thượng Đế khó, rất là hiếm. Còn những người mà sân si hơn thua từ lời nói từ chúc rất là nhiều, là vì cái trượt của cái thế gian này nó quá quá dày đi. Mỗi một người xấu á, mình suy nghĩ ra một cái luồng khí đen, một cái ý tưởng xấu, thì nó làm cho cái không gian này nè nó càng khó hắt hơn, khó thở hơn, thì sanh ra những người rất là sân si. Và những người sân si khi mà nghe chuyện nói á, nhất là chuyện nói chuyện kiểu này nè, tại vì xin lỗi chị, qua Mỹ lúc đó 14 tuổi tiếng Việt nó cũng hôm nay là rành rành rồi đó, cũng nói cũng không có lưu loát nhiều như những cái người mà có ăn học rồi được huấn luyện trong trường rồi học hết lớp 12 của Việt Nam rồi ăn nói tiếng Việt đồ rành mạch thì thua. Nhưng mà chuyện nói chuyện không bằng cái đầu, không phải là bằng cái đầu nha quý vị, chuyện nói chuyện bằng sự thật và bằng cái tâm. Quý vị coi lại hết những lời chuyện nói gần 3 năm nay thì chuyện nói bằng cái lòng kìa không á, chuyện nói là sự thật chứ kìa, không có nói mà kiểu mà lấy lòng ai hay là câu view hay là xin tiền ai, thì để mà giao duyên cho giờ chót. Khi sư phụ kiện, tức là Đức Thầy mà ngài xuất hiện đó, thì có một số người hữu duyên để mà ngồi lắng nghe sư phụ nói chuyện. Chứ còn nếu mà sư phụ mà xuất hiện bây giờ á, mà kiện mà không có loan truyền gần mấy năm nay về thiên tâm á, đâu có ai mà ngồi nghe, đâu có ai hiểu. Người phải giống như việc làm thì phải rough trước, rough tức là mình gọt cái vỏ trước rồi tới cái vỏ mỏng ở trong vậy đó. Mình ca sĩ như là ca sĩ dởm trước rồi tới ca sĩ thiệt đi sau vậy đó, đó kiểu dạng vậy đó. Thì nó buổi chương trình nó vậy. Rồi sau khi Đức Thầy xuất hiện, mở màn ra một cái thế giới mới ở nước Việt, lúc đó Kiệt mới về Việt Nam được. Còn Đức Thầy mà chưa xuất hiện á, Kiệt không có về Việt Nam được, cứ ngồi đây xỏ chuỗi niệm Phật tối ngày. Mỗi một hộp Kiệt xỏ thì Kiệt niệm Phật một cái mà Kiệt buồn. Gần lần đây á, hãng Kiệt giờ mấy ngày mướn vô cũng 200-300 người nữa, số lượng lên đông. Mà mướn thì đa số người đạo công giáo nhiều, họ không có hiểu, họ nói ông chủ này rảnh tối ngày cứ niệm Phật, tôi đi làm từ này nọ, cái họ cũng không chịu làm. Cái bữa Kiệt họp, Kiệt buồn, Kiệt ngồi tâm sự thôi chứ mình không có nói gì. Mình nói giờ mấy anh á, mấy anh niệm quán nhậu, mấy anh niệm rookie football tức là cá độ football, mấy anh niệm đá banh, mấy anh niệm bia, mấy anh niệm vũ trường, mấy anh niệm quán rượu, mấy anh niệm sòng bài Las Vegas, đồ đủ hết trơn. Niệm có nghĩa là tưởng nhớ, thì đa số lính của Kiệt là họ không có, nhiều người đâu có biết tu đâu, thì họ làm nhiêu tiền thì đó là mấy cái đó, họ niệm mấy cái vụ đó, niệm gái cẳng dài đồ ghệ đủ không. Còn mình niệm Phật cũng bị họ xỉa xói nữa, rồi họ không có tinh thần làm việc thì làm cho Kiệt buồn. Mà họ là những người là thợ giỏi á nghe, làm cho cái công ty á, nó cũng không có hoạt động đều, thì cái ngồi những nói chuyện cái này cũng như là một cái thú vui. Thay vì có thằng chủ nó đi Las Vegas hay là gái cẳng cao hay quán nhậu hay này nọ niệm mấy cái đó, thì họ trách móc mình không nói. Còn này á, mình chỉ niệm Phật, có thằng chủ hiền thì phải mừng mới đúng. Nhưng mà ngược lại cái thế gian này nó ngộ lắm,
nhân viên dữ mà chủ hiền cũng bị nhân viên hiếp. Thời đại nó cũng hơi lạ, trong khi mình đối xử rất là công bằng. Đại khái mình nói sơ sơ chơi cái đó, từ từ những người đó sau này sẽ hiểu. Trở lại chuyện của mình, từ đây tới tối mỗi một giây một phút mình phải niệm cho mình, phải hồi hướng cho người Đài Loan, đừng có rớt vô mấy trái bom nghe. Bây giờ máy bay của Trung Cộng văng đầy hết bệnh, không biết trái nhỏ, trái bự, trái trung bình gì đó, đủ hết tàu ngầm đồ hết. Cả mấy trăm chiếc máy bay nó bay gần gần ở bển. Quý vị suy nghĩ, bộ Trung Cộng nó giàu lắm sao mà săn nhất mà nó cứ đi tập trận tối ngày. Tập trận gần 3-4 năm nay đâu có rảnh nào mà tập trận. Hôm nay nhìn trên màn hình là thấy nó vận động xe đồ, tăng, xe tăng nè, đầy đủ hết. Rồi nó cái đảo Đài Loan vậy, nó bao vây tứ phía hết. Hồi xưa giờ đâu có dữ dằn vậy đâu. Thì này là thiệt á, hai tuần nữa là chuyện lớn. Cho nên mấy clip hồi vừa rồi 146, 145 á, thì chuyện nói mà. Cuối năm nay thầy tennis, tàu tài tennis là các Mark với Lenin á, sẽ đi vào lòng đại dương. Rồi xuống đó chơi với cua với tôm. Để cái thế gian này mọi sự thanh bình công bằng trở lại, trả cái nước Việt lại với những người con của Lạc Long Quân, Âu Cơ, con rồng cháu tiên, tài ba khắp hải ngoại 6 triệu người sẽ lần lượt quay về để mà xây dựng lại một nước Việt rất là hùng cường, đoàn kết. Đó là việc biết và cơ vận là đi như vậy. Cơ vận y như là hồi nãy chuyện nói, giống như mình đi từ thành phố Hà Nội ra Sài Gòn, cái mình bấm lên cái bản đồ trên điện thoại á, thì tới đâu nó ngừng, tới đâu nó thành phố nào nó y chang à. Chứ không có phải là do ai mà có thể cãi là được. Kiệt thương các đại ca, thương nước Việt, Kiệt lên Kiệt khuyên là nên thuận thiên 3 năm nay mà không có ông nào chịu thuận thiên á. Chịu thấy không ai chịu thuận thiên á. Nhưng là mối hàng nha quý vị, từ bi không kẻ thù, nhưng mà lời thật thì mất lòng. Chuyện nói chuyện, tại chuyện bằng từ cái tâm, chứ không có nói bằng cái chính trị gì kia, hay là không có phe phái nào hết trơn. Có một mình á, mình với cái điện thoại này với tất cả các chị vị ở trên, Kiệt chỉ có tất cả các chị vị trên với cái điện thoại với mình Kiệt thôi, chứ ngoài thế gian này Kiệt không có ai hết trơn. Cả những làm mấy cái phim ảnh này nè cũng không có người phụ giúp nữa, chỉ có ngoài những đứa hữu duyên á, nó là lấy mấy clip của Kiệt bỏ khúc ngắn ngắn là tạo phước thì có công đức.